Như vậy là một dấu nữa thủ cho chúng ta xuất hiện rất nguy hiểm. Đó là tình huống mà thủ môn sát giao lưu. Nhưng đến lúc này thì trận đấu đang diễn ra tương đối chất lượng. Hai đội đều đang chơi tập trung. Chúng ta chờ xem đội Phan Dũng hoặc là Tiến Trường dù nào sẽ có được bàn thắng đầu điểm chỉ có ngắn đây. Để phần bóng dành cho ca từ Phan Dũng chúc mừng. Chưa đánh thận vào vòng cấm của đối phương. Hôm nay thì Vĩnh Dương đang sử dụng thủ môn chuyển bóng. Hoàng Duy một đường phải cân. Thằng chạy luôn. Rất chân mạnh, khá đông các cầu thủ của đội bóng Phan Dũng nhìn nổ. Các cầu thủ Vĩnh Dương FC ngày hôm nay để đội phải thi công dành cho đội Phan Dũng FC. Nguy hiểm quá, quyết đoán đi. Đó là cú đá ở đây. Đạt là vệ trái lúc này đã bó vào trung lộ. Xoay trở tương đối khôn ngoan. Trung Hoàng đang di chuyển. Tiến lên. Vị trí tôi. Quyết đoán nào thì trái. Không được. Cầu môn gần hơn. Anh chúng ta được phải đúng công người đi. Đây là cơ hội bắt một thủ môn. Đó là pha băng ra xuất tướng thành công. Rồi, hết à. Kêu nó hoàng đá về cái. Hoàng Duy. Hoàng Duy tiền đạo lấy đá sát cánh và quyết định đột phá. Bàn ra. Trung tâm dẫn xoáy. Đây là một phần màn lượt đang chơi khá an toàn ở trung thành của đội bóng áo Arsenal. Vân Đạt. Đây là Chu Hoàng, tiền đạo Chu Hoàng bắt đầu ngay một lượt tấn công chuẩn xác. Trọng tài viên đã phất cờ vào lối TV. Đây là thứ đá. Không được. Quang rồi, nó tụt qua người rồi. Chụp còn không được nữa sao? Thì đúng rồi. Cho bạn nó chụp còn không được. Thì đúng rồi. Rất đông các cầu thủ Arsenal đã có mặt trong vùng cấm địa. Không có ai cả phải đặt. Đặt ra chỗ người phòng an toàn. Chủ công. Gà rồi. Khá khéo. Chi đây. Không nghe quý vị, đây là ấy thuyết. Tốc độ của ấy thuyết. Đó là tình huống đang Quân Nguyễn. Tương đối nhịp nhàng. Là gì nào xuất sắc. Rất quyết đoán. Chí Thái. Hai cầu thủ đối phương ở vào. Rất tốt. Cuối tuần người nhưng chúng ta hãy chờ xem pha bóng này sau đó đang chuyển đúng được chơi và đánh đá. Một quả mở bên tốt dành cho anh Thuyết. Bắt bằng dưới. Sút xa trắng nguy hiểm không bầu. Chết rồi. Khá nguy hiểm. Bóng đá nằm ở khâu bóng thủ để nhằm bao tuần qua trong đấu này. Thế đông. Hơi sông. Cái trên trái. Bóng gói ra. Hai nhịp nhưng vận động vẫn kiểm soát. Khá hợp lý. Chu Hoàng. Đã ra luôn. Bờ biên số 7 đã bơi. Chúng ta sẽ xem thứ này. Hay lắm. Rất lộn xộn. Cả trên trái của Hoàng Nam rất xoáy. Trên trái. Để cho còn thằng Nam bê đá trên trái này. Nó mà friend này mà còn đuối nữa. Nó đưa xương.
một cô phết bụng này mà bệnh nhân này khá tốt. Bên cơm đi được không? Thì một dịch nữa, ba thứ nhập một quả chơi vào. Đi đâu? Không được. Chạy luôn đúng rồi. Chạy anh gì? Chạy gì? Không được thì gì? Bên cơm nào duy? Bốn xe ô tô và rất đông cơ đồ của mình. Có bốn cô thủ áo xinh ở trong bốn này. Quả chuyển hơi non và nguy hiểm quá, đây là cơ hội dành cho đội Vĩnh Sương FC. Vẫn chưa thành công, đó là pha cái bóng tốt. Cú tắc mà chính xác thì không, đây là cơ hội rất tốt dành cho cầu thủ Vĩnh Sương FC. Bình tóm thôi, không đâu. Đó, đúng. Không được. Thành đá được này. 1-2. Và lâu là người chuyên sân. Đây này và lông đã tính tạo bất ngờ nhưng tôi cũng là suy đá phải công. Rất nỗ lực thì được chuyển tốt rồi. Số 2 làm gì nào? Bị tóm rồi. Chúng ta thấy thêm một pha bóng nữa mà hàng phòng thủ để giải quyết kịp thời. Và lúc này thì họ cũng không lấy ngần để ta hiểu. Chốt. Làm gì nào? Đó. Trong hai biên thì có một trận đấu tương đối thành công. Ai giờ được đấy? Mấy giữa nó kém. Là 2-0 thuộc về các cầu thủ của đội Phan Dung FC. Bóng đỏ hối ra, nguy hiểm. Giá như cầu thủ áo xanh cao thêm 2m nữa. Đừng bóng đi quá cao. Tấn công. Cái xin điều này. Đúng. Rất nguy hiểm. Đấy. Chạy lòng, đúng rồi. Vẫn là gì đây? Dưới tôi. Màn hình này đã ấy quá. Quang ơi, đây rồi, lâu nữa. Cuối cùng đã có một thắng dành cho đội Vĩnh Sương FC. Chị thấy. Tôi xong.